Xin chào tất cả mọi người Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người về cái cách giữ ẩm nhá Có nhiều bạn cứ hỏi cái rêu này có rừng được không Cái rêu này là rêu rừng Việt Nam nhá Chứ không phải cái rêu Chile đâu Cái rêu này thì cực kỳ rẻ thôi thì như đâu có 35.000 một cân đấy Mua lẻ đấy Thì cái này nó rất chi là bẩn Bẩn là một, thứ hai là nhiều ốc sen là hai Mình không biết nhưng mà các bạn cứ thử cái này này Các bạn tưới ẩm thôi Xong rồi một thời gian đấy Con ốc sen nó lở ra rất nhiều vì nó có trứng ở đây họ đi khai thác ở rừng về xong rồi bán cho các bạn thôi về các bạn phải tự xử lý thôi cái này mình chả biết xử lý làm sao vì chỉ có nhặt tay thôi nó bẩn lắm chỉ có nhặt tay thôi lá rừng rồi là cành cây vẫn còn đầy ở đây thì chỉ có nhặt tay thôi đấy các bạn chịu khó nếu mà các bạn dùng cái rêu này các bạn chịu khó nhặt đấy này không nhặt tay thì làm kiểu gì bây giờ đấy cái rêu này đấy đây là rêu rừng việt nam nhé cái loại này thì rẻ còn um, có một cái hay của nó là mình rất thích như này này cái cây này nó sống lại mình cột vào đây nó ẩm là nó sống lại, xong nó sẽ bò ra nó phát triển nó bò nó bám vào nhìn cũng đẹp. đấy nên là các bạn chơi cái gì thì các bạn phải phải xác định được cái điều mình mong muốn. ví dụ như mình muốn cái rêu này nó sống lại, chứ cái rêu chi lê nó không sống lại nhá, nó chỉ mọc xanh lên thôi. còn dồn vào túi, dồn vào cái túi vải này, này thì mình có bảo là dùng sơ dừa đây này, dùng cái sơ dừa này nhá, dừa mà họ băm ấy, sơ dừa xay ấy, một hai đấy chứ không phải là cái mùn dừa nhá, cái sơ dừa khác với lại cái mùn dừa cái chỉ sơ dừa khác nữa cái chỉ sơ dừa nó cứ sợi chỉ trợ sợ chỉ ấy đấy cái này ấy thì mình dùng như này này ví dụ cái trường hợp mà đây nhá cái sơ dừa là mình dồn vào túi xong mình cho vào đằng sau cái bảng này này giữ ẩm đấy bạn nào sợ xấu thì mình có chia sẻ rồi bạn nào mà sợ xấu ấy thì tìm cách nào nó đẹp còn mình đấy cột vào đằng sau như này giữ ẩm sau này dễ nó đâm ra chẳng khác gì cái việc mình trồng ở chậu như này cả cho rêu à không khác gì nhau cả thật đấy có như vậy thôi đằng sau thì mình ốp vào như này thôi còn bây giờ về cái rêu này nhá bạn nào mà muốn chơi cái, muốn dùng cái rêu này để sau này nó sống lại cho nó xanh nó đẹp ấy các bạn phải chịu khó nhặt thôi nó bẩn lắm đấy nhiều nhiều ốc sên lắm đấy nhặt cái cỏ đi là một cái cành cây đi là hai nhiều lắm nói chung là nhặt được bao nhiêu thì nhặt thôi chứ còn bản thân mình cũng cảm thấy lười khi mà nhặt mấy cái này cái này nó rẻ lắm nhưng mà loại này ấy thì nó giữ ẩm kém lắm ví dụ các bạn có cho lắm bằng này này nhìn thì nó bồng bềnh thế thôi nhưng mà không giữ ẩm được bao nhiêu à, lắm lại đấy nếu mà các bạn để bồng bềnh như thế này này xong các bạn tưới nước ấy nửa tiếng sau nó khô rồi thực chất ra mục đích chính của mình ấy dùng cái rêu này ấy chỉ để nó mọc cây nên cho nó đẹp thôi nó mọc cái rêu xanh lại lên các bạn để ý mấy cái cây đào mà ở trên sapa ấy thì thoảng nó mọc rêu ấy là cái rêu này đấy đấy họ đi khai thác về như này thôi xong họ bán cho các bạn thôi cái cây mà hôm trước mình ghép Cái cây trồn đấy Mình ghép vào miếng uh, gỗ này Thì bây giờ bắt đầu ra rễ rồi nhá Phun kích rễ thì bắt đầu ra rễ rồi Các bạn nhìn thấy không Mình cắt đi thì nó bắt đầu ra rễ này Cây trên này cũng bắt đầu ra rễ này Đấy Cây bên này cũng vậy Thì uh, Nếu mà muốn cái rêu xanh này này Nó sống lại ấy Mình vẫn làm một cái bịch sơ dừa ở đằng sau này Để giữ ẩm Nhưng mà mình sẽ cột thêm cái rêu này vào đây Đây Để sau này cái rêu này nó sống lại nó đẹp hoặc các bạn có thể cài vào đây này cài vào mấy cái chỗ ở dễ này này thực ra cái loại này thì các bạn đừng có sợ ốc sên cho ốc sên nó cắn tẹt đi nó vẫn cắn đầu dễ đấy ốc sên nó vẫn cắn đấy nhiều bạn cứ bảo sao nó thui nó đen còn ốc sên nó cắn đấy vì đơn giản thôi các bạn hiểu này nó không có chỗ nào nó cắn thì ở cái bảng này thì cái đầu dễ lon nhất là nó cắn thôi hoặc là nó bò lên lá lên hoa hoa nó cũng cắn chứ hoa phi điệp nó vẫn cắn bình thường mà đây này à, ốc sên nó cắn hoa này đây ví dụ như này trong nữa nó khô quá mình cũng ốp rêu vào thôi đây ốc sen nó cắn hoa đây thơm lắm đây 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 đấy con ốc sen đang cắn cái hoa này đây này đấy nhặt vào cho các bạn xem con ốc sen này đấy ví dụ như các bạn muốn chơi cái rêu xanh ấy, sau này nó mọc lên cái rêu xanh ấy, cái rêu tự nhiên đấy chứ không phải là cái rêu mà mọi ngày các bạn hay thấy ở cái mặt chậu của mình đâu thì các bạn cài cái rêu này vào giữ ẩm được, được là cái rêu này nó sống lại nó sẽ xanh và tiếp tục nó bò lan đi chỗ khác cài được nhiều hay ít thì tùy các bạn, còn không cài được thì lấy dây cột. Mình lấy dây cột, lười nhặt lắm. Nên là ốp vào đây xong lấy dây cột lại. Sau này nó sống lại. Cái mé đằng sau của cục gỗ này mình vẫn ốp một túi sơ dừa cho nó giữ ẩm nhé. Treo cao lên. Treo thấp thì nhiều khi ốc sen nó vẫn không phải ốc sen đâu mà treo thấp vườn mình nó bắn bật lên. Đấy gáo ở đây cho các bạn xem thôi cột cái này không giữ ẩm được đâu cái này nó thật sự bằng này rêu thôi nhưng mà không giữ ẩm được bao nhiêu đâu vẫn khô lắm cột và như này các bạn tưới ẩm là cái rêu này nó sống lại cái rêu này nó sống lại nó nhanh chứ các bạn mà đợi cái rêu xanh nó mọc lên đấy mình nói thật luôn cái vườn nào phải thật độ ẩm phải thật ổn định thì nó mới mọc được cái rêu xanh kia thì nó khó hơn cái rêu này là cái rêu ở rừng cái rêu này thì các bạn cứ ốp vào đây giữ ẩm là nó sẽ sống lại đấy đảm bảo các bạn là nó sẽ sống lại mình vừa giữ ẩm là một thứ hai vừa phân thuốc nữa nên là cái tỷ lệ sống và phát triển của cái rêu này nó cao hơn còn bạn nào mà cảm thấy bảo là nhìn như này nó xấu ấy thì thôi không cột nữa đơn giản có gì đâu đúng không mình thì đơn giản lắm người đơn giản nên là nếu mà ai thấy xấu không hợp thì thôi đừng có cột vào nữa Bằng sau ốp cho nó một cái túi sơ dừa nữa là tha hồ giữ ẩm đây là mình chia sẻ cái này cho bạn nào mà thích kiểu để cho nó rêu lên cho nó nhìn nó giống như kiểu tự nhiên đấy nhá chứ còn không bắt buộc là phải cột vào đâu không đến lúc lại bảo là à phải cột rêu như thế này à không đâu nhá đấy xong mình làm một cái túi sơ dừa nữa để cột vào mé đằng sau giữ ẩm chứ cái rêu này nhìn như thế này thôi các bạn nhìn này thôi nó không giữ ẩm được đâu thật một cục như này may ra giữ ẩm được một chậu lan phi điệp này nó bồng bềnh bồng bềnh nhìn thì nhớ thôi còn các bạn nhìn này bẩn này đấy bụi bẩn này kinh không một tí lấy ra một tí mà bụi bẩn như này rồi đấy cái này thì cứ dồn sơ dừa nhét vào thôi nhiều bạn thì cứ xem những cái là thấy mình làm cái video mà ví dụ mà nhiều người xem ấy cách trồng ấy ờ ừ, cứ trồng vậy thôi xong đến lúc không xem mấy cái mà giữ ẩm như thế nào và sao nó khô nó thui đầu dễ cái độ ẩm không ổn định ấy thì cái đầu dễ nó cũng bị thui nhá cái này thì các bạn cứ kiếm cái quần tất ấy mình nói thật luôn cái quần tất đấy nó còn bền hơn mấy cái vải này nhét căng vào nhét đầy sơ dừa vào nhét như kiểu là rồi lòng heo ấy mục đích của nhét cái này vào với lại trồng chậu trồng chậu thì mình để lên mặt chậu được chứ trồng ở cục gỗ này các bạn để làm sao được nên là mục đích của cái này ấy, chỉ là giữ ẩm thôi chả có tác dụng gì ngoài cái việc giữ ẩm cả nên là cái độ ẩm của vườn nó còn tốt hơn là cái việc cột túi rêu này nhiều bạn thì cứ để khô do như xong kêu em vẫn tưới mà vườn bê tông tưới xong thì tiếng sau thì nó khô thôi chứ có cái gì đâu nhiều khi mình trả lời nó bảo là khô ấy các bạn ấy bảo là biết thế đéo hỏi mình nghĩ thôi. Chịu kệ giới trẻ bây giờ. Hỏi người khác mà không được như ý thì cũng quay ra cũng chửi, nói khó nghe. Bây giờ nó khô thì bảo nó khô chứ bây giờ biết giải thích như thế nào? Bây giờ bạn bạn nghĩ là bạn tưới bảo xem thì không chịu xem, bạn nghĩ bạn tưới một ngày nó đủ ẩm à? Không đủ ẩm đâu. Tưới một ngày làm sao đủ được? À tưới một lần một ngày làm sao đủ được mà các bạn tưới thì giống như cái kiểu bay qua hàng nước ấy, chứ có tưới có đẫm đâu nên là các bạn chơi thì các bạn cứ giữ lấy cái tinh thần đam mê hoa lan là được rồi còn các bạn không vừa ý ấy, thì các bạn đi chỗ khác các bạn hỏi cũng được chứ ví dụ bây giờ mình chỉ biết mình chỉ thấy lúc khô thì mình bảo khô thôi vì khi các bạn tưới ấy, là nó ẩm nhưng mà các bạn có nghĩ là các bạn có nghĩ là tưới xong nó ẩm được bao nhiêu lâu không, không đúng không chỉ nghĩ là à ngày nào em tưới nhìn cái cây nó khô cong cóc ra như thế mà vẫn kêu ngày nào em tưới tất nhiên rồi ngày nào cũng tưới giống như kiểu hôm nay nó mưa phùn qua khoảng 5 phút xong bảo là ừ hôm nay mưa không tưới nữa mưa phùn 5 phút thì làm sao mà đủ ấm nước mưa xong mà lại gió bấc nữa thì nó khô luôn chưa tạnh mưa đã khô rồi chứ lúc đấy nó chỉ ướt cái lá thôi các bạn chơi thì cứ giữ cái tinh thần đam mê chơi là được rồi không nhất thiết là phải quý ông Nam đâu ông ấy không trả lời theo vừa ý các bạn đâu khô thì bảo khô mà ướt thì bảo ướt thôi hỏi bảo khô gái quay ra làm ngay câu biết thế đéo hỏi mình mà biết thế mình cũng không trả lời <laughs> mình có chia sẻ nhá nếu mà các bạn cảm thấy xấu ấy không vừa mắt ấy thì các bạn đừng làm theo và đừng làm luôn đơn giản nó chỉ có như vậy thôi chứ còn cứ lên cãi nhau làm gì xấu với lại không đẹp mắt ông thấy xấu nhưng mà tôi thấy nó hợp lý đơn giản như vậy thôi bây giờ thì nó xấu nhưng mà vài bữa lên rêu xanh giống như ngày trước có bạn ấy bạn ấy cứ hỏi mình ôi anh ơi sao rêu của anh nó xanh thế đẹp thế nhưng mà cái lúc mình chia sẻ nó bảo là cái thằng đấy nó bảo là ui mẹ nhìn xấu thế ồ thế mới cột vào thì nó chưa lên rêu thì phải xấu thôi đấy nên là thôi kệ ai chơi như nào thì chơi mình không không quan tâm cái việc xấu đẹp của người khác đơn giản ví dụ mình chia sẻ cách giữ ẩm của mình nó là như này nếu các bạn cảm thấy ừ ông nam cũng chia sẻ cách giữ ẩm này hợp lý thì làm theo đấy nó chỉ có như vậy thôi còn các bạn thấy nó không hợp lý đúng không thấy nó bảo là nhìn nó xấu hay là nhìn nó bồng bềnh thì thôi không làm theo nữa đấy mình đơn giản là như vậy nên mạng xem cái gì thế cảm thấy ở nó hợp với lại cái điều kiện khí hậu hay là kể cả về điều kiện kinh tế của mình đi thì mình làm theo đấy mình làm xong rồi nhá nếu mà bạn nào cảm thấy hợp lý thì làm còn không thì thôi thấy xấu thì thôi đừng có làm theo còn vườn mình ấy không cột cũng được nó cũng đủ ẩn rồi dư ẩm luôn vườn mình lúc nào độ ẩm nó cũng có nó cũng ổn định còn cái việc mà các bạn thích thì các bạn cột vào còn các bạn sợ xấu luôn làm cách nào nó đẹp mà vẫn giữ được ẩm thì các bạn làm chứ bây giờ mình cũng không biết là à các bạn cứ hỏi là làm thế này được không anh được không anh được không anh anh có sống ở nhà em đâu mà anh biết là được hay không em cột có hai cái miếng rêu bé tí giống như kiểu là hai cái xúc xích ấy hai cái đấy thì cột tưới xong một tiếng sau thì nó cũng khô rồi mà nó có giữ ẩm thì nó chỉ ẩm được một tí ở cái chỗ đấy thôi nó không thể lan tỏa được cái độ ẩm ra nên là bây giờ các bạn làm sao phải thấy hợp lý ở cái chỗ mà các bạn chơi ấy đấy video mình chia sẻ thôi như vậy thôi còn à, các bạn giữ ẩm kiểu gì thì tùy các bạn mình chia sẻ cách giữ ẩm của mình chứ bây giờ không thể nào mà áp đặt cái cách giữ ẩm của mình cho mọi người phải làm theo được đúng không các bạn thấy nó thực tế nó là như vậy đấy nên là thôi ai ai cảm thấy hợp lý thì phù hợp thì làm theo thôi chứ mình không bắt buộc các bạn phải làm theo rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau nhé